Đây là mẹ con nhà em Thím đây. Ô chị mua hồi lửa la. Có mua lo la. Mua gì lo? Như kiểu cái gì thịt bị treo đấy. À, cái này là mớ chăn hay mớ rắn thì đấy các bác ạ. Thiêu cả cái ruộng đấy chắc được nhỉ. Chắc được. Các bác ạ, hiện tại cửa hàng nhà cháu Tuyên thì cũng có rất là nhiều mật ong rồi các bác ạ. Đây là đang vào mùa nha các bác, đây là mật ong khoái nhá. Mật ong khoái và mật ong rừng rất là nhiều. Còn chỗ bé Tính đang cầm đây là mật ong bà Hà nhá. Ngoài ra thì cháu Tuyên có, đây là hoa đu đủ đấy các bác này. Hoa đu đủ đực nhá, phơi khô. Và đặc biệt là cái trà mật ong sâm này thì vào mùa hè này thì các bác uống giải nhiệt thì rất là tốt luôn. Đó. Các bác mua 2 chai mật ong bạc hà như thế này, cháu Tuyên sẽ tặng cho các bác một phần quà nhá. Còn mật ong rừng thì các bác mua 3 chai như thế này thì cháu Tuyên sẽ tặng cho các bác một chai, là thành 4 chai nhá. Đó, như thế này nhá các bác nhá. Còn mật ong khoái thì nó cũng gần giống mật ong rừng này này các bác này. Màu nó gần giống nhau này. Đây là mật ong khoái này. Đấy, mật ong khoái thì nó sẽ có màu đậm và nó đỏ hơn một chút nhá các bác. Đấy, còn mật ong rừng thì nó sẽ có màu nhạt hơn một chút. Các bác mua thì liên hệ cho cháu Tuyên nhá. Mật ong thì hiện tại bây giờ nhà cháu Tuyên về rất nhiều và cũng đang vào mùa đói của bà con. Cậm mong sự chung tay giúp đỡ của các bác hỗ trợ cho bà con cũng như là cứu đói cho bà con vào cái mùa giáp hạt này. Và đây là mật ong bạc hà. Mật ong bạc hà thì chỗ bé Tính đang cầm đây này, khác hoàn toàn nhau so với mật ong rừng và mật ong khoái nhé các bác nhé. Mật ong bạc hà thì có màu nó vàng và nó trong hơn rất là nhiều. Đây, chỗ bé Tính đang cầm đây này. Đấy, tất cả các sản phẩm này các bác mua nhà cháu Tuyên thì đều có quà tặng cho các bác để về các bác sử dụng. Cảm ơn các bác rất nhiều. Và những cái sản phẩm như thế này thì các bác nên sở hữu cho mình cũng như là mua về để nhà mình sử dụng thì rất là tốt cho sức khỏe, cũng như là những cái chất lượng như thế này được cháu Tuyên chọn lọc rất là kỹ lưỡng cũng như là chọn lọc rất là cẩn thận. Về đến tay các bác thì các bác chỉ sẵn sử dụng thôi. Đây là sản phẩm nông sản của địa phương trên Hà Giang. Rất mong các bác của chú anh chị và các nhà hảo tâm ủng hộ cho bà con cũng như là ủng hộ cho cháu Tuyên để có kinh phí đi hỗ trợ các bạn trẻ mồ côi trên vùng cao Hà Giang. Cảm ơn các bác rất nhiều. Mời các bác tiếp tục xem video. Cháu Tuyên xin gửi lời chào đến toàn thể các bác cô chú anh chị và quý khán giả tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì cháu Tuyên khui món quà của cô Anh ở phường Khoang, Văn Trung, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước khi lên nhà bé Tính hôm nọ thì cháu Tuyên có lên và bé Tính có thông báo cho Tuyên một cái câu chuyện rất là đáng buồn. Đó là nhà hết gạo rồi anh ạ. Thì thật sự đối với những người làm từ thiện như các cháu thì khi mà nghe các bé nói về cuộc sống của mình, đặc biệt và những cái câu nó ăn sâu vào trong cái thâm tâm của mình, thật sự là mình cũng cảm thấy nó có một chút gì đó nó cảm động. Về bé Tính thì thật sự là đến bây giờ vẫn có rất nhiều mạnh thường quân và nhiều khán giả vẫn còn những yêu quý. Cháu Tuyên cũng không muốn đánh mất lòng tin đó của khán giả, mà hy vọng là các bác của chú anh chị xem được thước phim này của cháu. Hãy cùng nhau lan tỏa, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau ấn vào nút like, đăng ký kênh để chia sẻ thật nhiều thước phim này. Hy vọng là cái thước phim này sẽ đến tay nhiều mạnh thường quân và nhiều khán giả hơn nữa để giúp cho bé Tính, một trong những người đã đồng hành với cháu Tuyên khá là lâu. Và cháu Tuyên cũng muốn là giúp cho bé một cái cuộc đời và thay đổi cho bé một cái cuộc sống mới để cho bé có thể tự tin hơn và có nhiều động lực hơn. Hôm nay thì cháu Tuyên sẽ khui món quà này. Và cô Anh, cô có nhắn cho cháu Tuyên là ở trong thì quần áo sẽ dành cho gia đình nào cần. Thì cháu Tuyên sẽ mở ra xem là quần áo thì ở lứa tuổi bao nhiêu và có thể là cần cho những người như thế nào. Cháu Tuyên xin phép nhé, sẽ mở món quà nhé. Thật sự là cháu Tuyên cũng rất là cảm ơn các nhà hảo tâm và đặc biệt các bác, các cô, các chú đồng hành cùng với kênh thì cũng có những cái sự hỗ trợ cho các bé. Điều tuyệt vời đến với các cháu là những sự hỗ trợ của các bác thì luôn luôn là điều ưu tiên dành cho các bé để các bé có nhiều động lực. Và thì cháu Tuyên bây giờ sẽ khui ra. Thực ra thì đáng lẽ ra vậy cái quà này cháu Tuyên phải mang đến tận nhà bé Tính để cùng nhau khui. Tuy nhiên thì theo như cô Anh ở Hà Nội, cô có nói với cháu Tuyên là cái món quà này thì ở trong là quần áo thì có thể là
quần áo nhỏ tuổi. Nếu như mà nếu vừa bé tính thì sẽ mang lên cho bé một ít. Còn nếu như không vừa thì có thể là sẽ để trao cho nhà nào đó khi cần. Theo như lời chia sẻ của cô thì cháu Tuyến cũng rất là hồi hộp bởi vì ở đây là quần áo mới nhé các bác. Ở trong này thì có một món quà của bé Tính. Bây giờ cháu Tuyến sẽ khui ra. Món quà đặc biệt đấy các bác. Được cô bọc rất là kỹ đây. Rất là nhiều lớp nha các bác. Thật sự là bọc kỹ thì cũng tốt. Bởi vì khi tất cả các món quà từ xa về thì các bác nên bọc kỹ để đảm bảo được món quà về đến nơi vẫn còn nguyên vẹn. Một số các bác bọc không được kỹ thì khi di chuyển ấy, thường thường là shipper các thứ người ta đi đường người ta cũng không hộ mình bảo vệ đâu. Thành ra nhiều lúc nó sẽ hơi bị toàn quần áo mới các bác. Cái này thì phải mở ra xem là quần áo nó phù hợp cho lứa tuổi nào thì cháu mới biết trao cho ai được. Đây là size S này. Có cả quần áo nữ hay sao? Đây là quần áo nữ thôi. Váy nữ thôi. Đây đồ nữ khá là nhiều các bác ạ. Đây gửi em Tuyên đây. Và đây rồi. Cô nhờ cháu Tuyên tặng cho nhà em Xính Què. Rất là lâu rồi bây giờ mới có quà của em Xính Què đây. Rồi, cháu Tuyên sẽ để riêng ra để cho em Xính Què. Rất là lâu rồi em Xính Què mới có quà đấy các bác. Cháu Tuyên sẽ để riêng ra. Cái này thì xem là ở trong này toàn là quần áo thôi. Đây rồi. Quà đây rồi các bác ơi. Đây rồi các bác ơi. Đây, cái đây là lá thư mà cô anh gửi cho cháu Tuyên đây. Cháu Tuyên sẽ khui ra xem. Ở trong này thì có 500.000 này các bác ơi. Cháu Tuyên xin phép được đọc lá thư của cô anh ở Hà Nội gửi cho cháu Tuyên và bé Tính. Cô chúc cháu Tuyên mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Cô nhờ cháu gửi tặng cho các em số quần áo này. Tùy cháu vừa ai thì tặng cho họ. Cô có góp phần tí gửi cho 200.000 đồng cho Tuyên, 100.000 đồng cho hai bé Xính và cháu mua đồ ăn cho các bé, 100.000 đồng cho bé Tính nhờ Tuyên mua đồ ăn cho bé Tính, 100.000 đồng cho em Thím khi nào cháu lên nhà em Thím thì trao quà cho em họ cô, cho em Thím. Vâng. Cô xin chúc cháu luôn mạnh khỏe để giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Hà Nội, 26, mùng 2 tháng 6 năm 2024. Có lẽ đây là quà Tết thiếu nhi của cô anh gửi cho các bé ở trên vùng cao. Thay mặt các bé gửi lời cảm ơn cô, cháu Tuyên sẽ giữ lại cái số tiền này và giữ lại toàn bộ cái lá thư để tiện cho việc trao theo nhu cầu, nói chung là theo yêu cầu của cô để đi đến tận nơi, và món quà sẽ chắc chắn với cô rằng tất cả sẽ được đến nơi, đến tay các em. Bé Tính thì cháu Tuyên sẽ sử dụng mua, chút nữa cháu Tuyên lên cháu Tuyên sẽ mua. Còn bây giờ thì để đảm bảo được minh bạch, cháu Tuyên sẽ khui quà ra để xem là trong này có những món quà để phù hợp với những lứa tuổi như thế nào.
trong này đây thì phần lớn là quần áo thôi. À, quần áo trẻ em là chủ yếu. Ở trong này có một túi nữa. À đây, cô nhờ cháu Tuyên tặng cho mẹ con nhà em Thím. Đây rồi, đây là mẹ con nhà em Thím đây. Đấy. Khả năng cao thì cháu Tuyên sẽ lọc những cái bộ quần áo này ra. À, khi lên nhà em Thím thì cháu Tuyên sẽ chọn ra một hai bộ để cho em bé Thanh nhà em Xá Cụt. Có lẽ là khán giả các bác cô chú anh chị cũng bị quên lãng dần chỗ em Xá Cụt rồi. Hôm nay thì không có quà của em thì cháu Tuyên sẽ lựa ở đây. Nói chung là tất cả các hoàn cảnh của kênh cháu Tuyên ấy, đến thời điểm hiện tại bây giờ thì đặc biệt là các em mà trước đó cháu Tuyên đã chia sẻ, đặc biệt là những người thật sự là rơi vào bế tắc trong xã hội, rơi vào bế tắc trong vấn đề tìm kiếm thức ăn và chăm sóc con cái, đặc biệt như nhà em Xá Cụt này, phải nuôi hai con này, rồi là em Xính Què phải nuôi một đứa con này, rồi là đi tìm vợ này, rất là khổ, rất là vất vả. Nhưng đến bây giờ thì sao, em Xính Què hay em Xá Cụt đều có một cuộc sống rất là mỹ mãn, đặc biệt là tất cả các em đều tìm thấy hạnh phúc, đều tìm thấy cuộc sống và đều tạo ra của cải để cho dành cho gia đình của mình và tự tạo ra của cải. Thì đó là một trong vấn đề cháu Tuyên luôn luôn ưu tiên và giúp đỡ các em một cách hết sức là cố gắng rồi. Cháu Tuyên sẽ cố gắng làm sao để cho các em phát triển và sống trở thành một người có ích cho xã hội và có ích cho đất nước các bác nhé. Bây giờ thì cháu Tuyên sẽ cất đi và lên đường thôi, lên nhà bé Tính để mua cho bé một ít gạo các bác ạ. Đây, cảm ơn các bác nhé, thay mặt cho các bé gửi lời cảm ơn cô anh nhé. Thì cháu Tuyên sẽ trao từng phần một. Tại thì cháu Tuyên đã có mặt ở chỗ nhà bé Tính rồi và món quà đã về đến nơi rồi các bác nhé. Cái này là gạo cứu đói để giúp cho bé Tính trong thời gian mùa đói này. Đây là cũng là phần quà của cháu Tuyên mua cho bé, sử dụng tiền quỹ của nhà hảo tâm các bác cô chú anh chị đã góp trước đó. Hy vọng là hôm nay bé ở nhà. Hôm nay cháu Tuyên có việc bận nên là vào buổi chiều các bác ạ. Đây à. Ây da. Ôi, nhất chế là sao? Ôi, chị mua lửa la. Có một lo la. Mua gì lo? Lấy giống nhiều là hả? Lấy giống nhiều là? Hôm nay ông ở nhà các bác ạ, ông vừa đi lấy cỏ về. Bé Tính thì đang ở nhà bên kia. Đi thổi kèn đám ma từ hôm nọ rồi nhưng mà có lẽ chưa xong. Nên là hôm nay lại đi tiếp. Hôm nọ bé thì bảo là đi thổi để làm cái đám chính, còn hôm nay thì đi người Mông thì họ sẽ có những cái đám phụ như kiểu là làm 49 đấy các bác. Đấy thì hôm nay là đi chắc là đi chương trình thứ hai. Không biết là mùa này nhà bé Tính có nước để ăn không. Có rồi đây, hôm nọ hết nước rồi là đi gánh về, nay lại có nước rồi. Như kiểu cái gì thịt treo ấy. À, cái này là mớ chăn hay mớ rắn thì rắn gì đấy các bác ạ. Ghê quá. Nhìn mớ chăn hay rắn. Người là đem phơi khô để sử dụng hay sao. Nhưng mà có giòi mà các bác. Có giòi rồi. Để sử dụng làm thuốc. Phần lớn bà con thì họ để những cái này để làm thuốc, nhìn ghê quá. Như đã giới thiệu với các bác thì đây là không gian sống cũng như là căn nhà của bé Tính ngày xưa. Bố mẹ của bé và bé cũng là người sinh ra lớn lên ở đây. Tuy nhiên thì sau khi mà sinh ra mà mẹ mất sau một năm thì gia đình nhà ông bà đã tha bé đi vào trong kia. Tuy nhiên đi vào trong kia thì cũng gắn cho bé một cái tên
nó rất là độc. Đặc biệt là một cái tên nó khiến người khác cảm giác xa lánh, bé. Đặc biệt là người bà, một trong những người mà đã gieo rắc những cái nỗi đau đó cho bé. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại bé đồng hành cùng với cháu Tuyên cũng gần được một năm rồi. Thì người bà cũng phần nào hiểu được và cháu Tuyên tiếp xúc một vài lần thôi. Tuy nhiên thì cháu Tuyên cố gắng làm sao để giải thích cho bà là bé thì không phải như vậy. Cố gắng làm sao để giải thích cho bà thôi. Tuy nhiên thì một phần là bà cũng có hiểu, một phần thì cũng vì là lục đục gia đình, rồi là ông cũng có sự thể hiện tấm lòng đối với bé tính, nên là người bà đã bỏ qua dần và đến bây giờ thì đã chấp nhận bé tính để làm một người cháu của mình. Và hiện tại bây giờ thì ba ông bà cháu cùng sống nhờ ở nhà chú. Đây là sống nhờ nhà chú thôi, tại vì nhà chú thì trước đó là chia nhau. Tuy nhiên thì cái tài sản này, đây, như cái nhà này hiện tại bây giờ là thuộc quyền sở hữu của chú từ xưa rồi. Còn cái nhà ở bên trong kia ấy, nhà bên trong chỗ mà ngày xưa ông bà đi chăn dê ấy, thì ông bà đi ở để cho bé tính chăn dê, thì cái lều đấy cũng là của nhà chú. Nhà chú xây, nhà chú bỏ tiền xây từ ngày xưa rồi. Thành ra cả hai cái căn nhà này đều là của chú. Còn ông bà thì hiện tại bây giờ là đang ở nhà nhờ chú thôi. Nhờ thì cũng không phải, bởi vì ngày xưa thì ông bà được chia ở cùng với chú. Nhiều khán giả đang thắc mắc về vấn đề là tại sao bé tính lại ở với ông bà. Và đến bây giờ thì một số các nhà hảo tâm là thôi bé tính ở với ông bà thì yên tâm rồi, nhưng không phải đâu. Các bác này hiểu rõ câu chuyện là như thế này. Tức nghĩa là cái căn nhà hiện tại bây giờ, đây, cái căn nhà hiện tại bây giờ ở bên này này, quay cho các bác xem. Đấy, cái căn nhà hiện tại bây giờ là của ông bà, là của ông bà với lại cả chú. Trước đó thì nhà chú đã được chia cái nhà này chia cho chú rồi. À, đi đâu về đấy? Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Vâng. Anh tưởng chưa xong. Mãi chả thấy đâu. Rồi, ngồi đi. Đi tìm ghế về ngồi đi. Đấy, nghỉ hè mà đi kiếm được tiền thế thì vui quá nhỉ. Hôm nay được bao nhiêu tiền? Không phải là kiếm tiền đâu. Ừ. Là như nào? Thổi cho họ thổi không à? Chào các bác đi. Các bà, các chú và các anh chị và anh chàng Tuấn. Ừ. Đây, hôm nay mua gạo về cho em. Đúng như hôm nọ em nói là hết gạo. Thật sự là hôm nọ thì các bác cũng có ví khá là nhiều. Khi mà đến thì anh cũng sơ suất một cái là trước đó thì có mua gạo về nhưng mà hết lâu rồi, không để ý. Nên là chỉ mua thức ăn không thôi, cũng không mua gạo. Mệt lắm không? Ừ, mệt đấy. Thổi như thế nào mà mệt? Đi thổi khen không thì có gì đâu mà mệt. Có múa không? Không múa. Đi thổi không thì có gì đâu. Hay là đi chơi chạy nhảy nó mệt? Có phải đi chạy nhảy đâu. Như nào? Không biết là như nào. Đến đông người mà anh thấy mấy bạn liền kia đấy. Đúng. Có cả cái khen ở ngoài đường chỗ anh đi vào ấy. Đúng rồi. Họ xong hết rồi gì? Xong rồi. Có mấy thanh niên đi thổi? 7-8 người. 7-8 người á? Vâng. Cài cái cúc áo vào đi. Ôi dồi ôi, nóng thế này vẫn còn mặc được hai áo. Quá ok đấy. Mặc áo khoác như em xính ấy. Em xính mặc áo khoác với áo len ấy. Rồi, quay trở lại câu chuyện của bé tính thì hôm nay cháu Tuyên mua gạo lên cho bé. Hôm nọ thì có nói là hết gạo rồi. Mèn mén hết chưa? Hết nữa rồi. Hết luôn rồi. Vâng. Thế tối nay nấu cơm ăn nha. Hôm nay thì anh sẽ thông tin với em về một món quà của cô anh. Anh vừa mở cái món quà đó ở nhà rồi. Tuy nhiên thì mở ra thì ở trong có một cái lá thư. Thì lá thư này cũng có một phần quà nhỏ nhỏ của em. Thì anh tiện hôm nay mang gạo lên cho em thì anh sẽ trao luôn cho em cái món quà này. Nói chung là cái duyên đến với em đến đâu thì anh sẽ trao đến đó. Và anh sẽ đồng hành với em đến đó. Kể cả sau này nếu như một ngày nào đó mà hết duyên với các nhà hảo tâm thì yên tâm là vẫn còn anh. Anh chắc chắn là sẽ không bỏ em. Và
cũng chỉ nói như vậy thôi. Chắc chắn một điều rằng cái nhà hảo tâm mà các bác cô chú anh chị sẽ không bao giờ bỏ quên em đâu. Miễn sao là em sẽ phải ngoan ngoãn cố gắng học hành. Đó là trách nhiệm của em và là bổn phận của em. Em chỉ cần làm những điều mà anh nói thôi, không cần phải làm quá. Như là chỉ cần học thật tốt, học thật giỏi. Như đợt vừa rồi thì hình như là bé Khánh nhỉ, anh Khánh là được 7 điểm. Không biết là tính là được mấy điểm. Thế bảo tổng kết là không đi đúng không? Đúng. Rất là tiếc, anh em mình không biết điểm. Thôi, dù sao thì cũng chúc mừng em đã hoàn thành một cái năm học mới. Hoàn thành một cái năm học lớp 8. Thì chúc em sang năm học lớp 9 thì có nhiều phấn đấu hơn, có nhiều sự cố gắng hơn. Hết lớp 9 thì anh em mình sẽ đồng hành với nhau ở Yên Minh. Có lẽ là trong quá trình đồng hành với nhau ở Yên Minh thì em sẽ được học nghề. Đấy, được học nghề và được ăn ở dưới kia và đi học. Anh sẽ cố gắng tạo điều kiện cho em hết sức. Học xong lớp 12, nếu như em muốn đi học nghề để phát triển lớn hơn thì anh sẽ tạo điều kiện cho em đi học, học miễn phí nhé. Và có cả lương nhé, không phải là học không đâu, chắc chắn là sẽ có lương. Đến lúc đó thì mình đủ sức, đủ tuổi lao động rồi thì mình đi học thì sẽ có người trả lương cho mình bằng cái công lao của mình bỏ ra. Nói chung là mình không đòi hỏi quá nhiều, bởi vì cái lương thì nó là quy định của nhà nước. Mình có muốn hơn nữa thì cái tài năng của mình phải vượt trội. Mình phải làm nhiều hơn. Ví dụ như họ giao cho mình 10 việc, mình phải hoàn thành nó 15 việc thì cái lương của mình mới được đột biến. Còn nếu như mà người ta giao cho mình 10 việc mà mình chỉ hoàn thành 5 việc thôi, hoặc là đến 8 việc thôi, hoặc là 10 việc đó thôi, thì suốt đời mình cứ chịu ở khốn khổ đấy thôi. Làm việc hay là học hỏi thì nó sẽ không có giới hạn. Cho nên là cố gắng nhé. Cái lá thư này thì cháu Tuyên xin phép đọc lại một lần nữa. Vừa nãy ở nhà thì cháu Tuyên đã đọc rồi. Tuy nhiên thì cũng muốn cho khán giả và cô chú anh chị, đặc biệt là cô Anh, cô biết được là cái món quà của cô đã đến nơi. Cô nhắn tin với cháu Tuyên là không cần phải đọc tên cô ra. Tuy nhiên thì xin phép cô và cháu cũng xin lỗi cô một điều rằng khi các cháu làm thì các cháu cần phải có thông tin, cần phải có nơi gửi và nơi nhận để mà gửi lời cảm ơn tới cô. Nói chung là làm từ thiện thì cháu nghĩ là cô cũng nên công khai. Bởi vì một điều là các cháu, cho dù nhỏ hay lớn thì các cháu vẫn luôn cảm ơn cô. Và trong thâm tâm các cháu vẫn âm thầm ghi nhớ cái công ơn của cô đến với các cháu là những điều tuyệt vời. Khi mà các cháu được hưởng những gì là các cô, các bác yêu thương, thì đó, cho dù nhỏ hay bé hay lớn thì các cháu vẫn sẽ mang ơn các cô rất là nhiều. Đây là món quà mà cô gửi, thì trong đó là cô có nói là gửi cho cháu Tuyên là 200.000 và gửi cho hai bé Sinh Và là 100.000 để mua thức ăn khi đến. Còn của em Tính là 100.000 nhé. Cái số tiền này anh sẽ tách ra 100.000 của em và 100.000 của nhà em Thím. Cái lá thư thì cô dặn như vậy đây. Em có thể xem qua, có thông tin của em ở đó. Món quà của các nhà hảo tâm, cô chú anh chị gửi đến đâu thì các cháu sẽ cố gắng làm sao để hoàn thiện nó sớm nhất có thể. Tuy nhiên thì không tránh khỏi những công việc đột xuất. Đây, cái này thì em cầm và có thể mua cái gì cần thiết vào thời điểm hiện tại bây giờ. Phụ giúp ông bà trong cái mùa đói này, có thể là tích góp để mua những đồ nhu yếu phẩm cần thiết khi mà cần dùng đến nó. Hãy nhớ rằng là tất cả những gì mà các bác cho ấy thì cố gắng chắc chiu, cố gắng giữ gìn, cố gắng làm sao để mình mua được những đồ cần thiết nhất có thể. Khi mình mua thì mình hãy nghĩ rằng là số tiền này cũng là mồ hôi công sức của các bác. Đấy, mồ hôi công sức của các bác làm ra và các bác muốn trao cho em thì các bác muốn thương em. Tuy nhiên đó là quyền của em thôi. Nhưng anh góp ý với em một chút nhỏ là nên mua những gì cần thiết để đến trường hợp mà có thể là anh không có lên thăm kịp em chẳng hạn, không kịp mua thức ăn, mua đồ lên cho em, thì em có thể tạm sử dụng số tiền này để mua gạo, mua cái gì đó về ăn nhé. Đây là quà của cô Anh ở Hà Nội nhé. Còn đây là cái gạo này anh mua về cho em để ăn trong mùa giáp hạt này.
Đây là mùa đói thật sự của bà con, tất cả các gia đình ở trên vùng cao đều đói. Và thật sự là đến bây giờ thì nó là vào tháng giữa tháng 7, giữa tháng 6, tháng 7. Thì đây là một trong thời gian đỉnh điểm của mùa đói. Đấy. Phần lớn bà con ở thời điểm này thì rất là đói. Và có nhiều gia đình đã phải đi tìm bẻ những cái bắp ngô non về chỉ để luộc và xào ăn. Đấy. Nói chung là vào cái thời điểm này thì không chỉ một mình nhà bé khách tính đâu. Mà rất nhiều nhà, các bác có thể nhìn ở xung quanh đây là hàng trăm nóc nhà. Thì chỉ đâu đó được khoảng vài gia đình, nếu mà đủ thành viên và có nhân lực để đi làm thuê thì chắc chắn là có cái ăn. Còn nếu như mà không thì rất nhiều gia đình là đang rất là lao đao. Đây, đấy, chào cho em rồi, em gửi lời cảm ơn tới bà anh nhá. Vâng, cháu tính xin chào bà anh và cháu cảm ơn bà. Bà đã gửi tiền về cho cháu. Nhìn thẳng vào camera. Để cháu mua thức ăn, cháu cảm ơn bà rất nhiều và cháu chúc bà mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Và anh cảm ơn anh Tuyên. Chào cho em và mua gạo về cho em. Em cảm ơn Tuyên rất nhiều. Được rồi. Nói chung là cũng là một chút nhỏ nhỏ thôi, hỗ trợ, nhưng mà nó là món quà lớn. Nó là sự giúp đỡ lớn đến với gia đình. Dù sao thì cũng cố gắng nhá. Dạ. Cái lá thư này cháu Tuyên sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Đã xong một món quà rồi. Còn cái số tiền của cô gửi cho cháu là 200.000. Thì mục đích của cô vẫn là gửi cho cháu để cháu đổ xăng. Tuy nhiên thì cháu hứa với cô là cái số tiền này cháu sẽ cố gắng làm sao để giúp ích được cho rất là nhiều người. Và đặc biệt là các hoàn cảnh gia đình đang cần cháu ở thời điểm hiện tại. Cũng hy vọng là các bác, các cô, các chú vẫn sẽ đồng hành cùng với kênh Hoa của Núi để có những cái sự hỗ trợ kịp thời cho các bé. Đây cũng là mơ ước cũng như là nguyện vọng của các cháu. Làm ruộng hôm nọ xong chưa? Chưa xong. Làm như nào được? Làm vẫn chưa hết đâu. Nhưng mà làm kiểu gì rồi? Đang làm đến giai đoạn nào rồi? Đang cày rồi. Cày á? Cày thuê máy cày đi cày hay là thuê bò đi cày? Thuê máy cày. À. Thuê như thế có mất nhiều tiền không? Chắc mất nhiều đấy. Mất nhiều. Vâng. Chưa họ chưa báo à? Vâng. Là thuê theo tiếng hay là theo ngày? Theo cả cái ruộng đấy. À, theo khoán theo ruộng luôn. Vâng. Thì mình làm là thuê họ là làm đến lúc nào cái ruộng xong hay là mình cứ thuê cày xong mai lại thuê bờ, kiểu là thuê cày và thuê bờ, thuê bờ cày và bùa luôn. Vâng. Cho nó xong luôn. Vâng. Được, thế là hay đấy nhỉ. Nhưng mà thuê mất nhiều tiền như thế thì liệu có gỡ lại không? Ví dụ như là mình tính là một năm mình thu về khoảng bao nhiêu bao thóc chẳng hạn, mình nhân cái số thóc lên. Thí dụ là mình bỏ ra khoảng thuê mất khoảng tầm 1 triệu đi nhỉ. Thuê tầm 1 triệu đi. Thì liệu cái số ruộng đấy có lấy về cho mình 1 triệu tiền gạo không? Chắc được nhỉ. Chắc được. Nhưng mà kiểu như là nếu mà được bằng cái gạo thì được bằng đấy mà hòa thì cũng tính là vẫn lỗ. Mình còn phải đi cấy này. Xong rồi phải mua giống về làm mạ này. Xong này còn phải mua phân đạm để bón này. Xong này đến mùa... À đâu? Đến thu về rồi mình còn phơi này. Và đặc biệt là phải phụ thuộc vào ông trời này. Ông trời mà có mưa thì mình mới có... Cây lúa nó mới tốt đúng không? Nếu mà ông trời mà không có mưa, nắng hạn thì cây lúa nó chết thì coi như là tối. Số tiền đấy là đổ sông đổ bể. Tính như vậy thôi. Đây là tính đối với những người biết tính thôi, còn như bà con thì người ta không có tính như vậy. Người ta cứ nghĩ là cái thửa ruộng đấy là của tôi thì tôi cứ làm. Còn bỏ ra bao tiền, ví dụ như là người ta tính là bỏ ra rích rắc. Thế mỗi lần bỏ ra 1-2 triệu như vậy thì trong một năm là người ta sẽ thu về bằng cái thóc. Cái thóc là cái thực tế người ta ăn được. Còn tiền thì có thể là người ta kiếm, tuy nhiên thì cái đó là tiền người ta kiếm và tiêu rất là nhanh. Đấy, như các bác cũng vậy thôi. 1-2 triệu thì nó không phải là lớn.
Đối với bà con thì nó là khoản tiền lớn, nhưng mà đối với các bác thì không phải lớn. Nhưng mà để mà nói thật sự mà bà con đi kiếm ra 1 triệu để đi mua gạo ăn thì gạo này nó không để được lâu. Ví dụ mình gạo này mua về mình chỉ ăn liền. Và đặc biệt là bà con ở đây thì người ta không có biết cách để bảo quản tiền. Ví dụ như là người ta không có tính toán được trong 1 tháng là cần sử dụng đến bao nhiêu tiền, hay là sử dụng đến bao nhiêu các khoản chi để mà người ta có thể chi cho những khoản cần thiết chẳng hạn, thì rất là khó. Nên là người ta đã không không nghĩ ra. Còn đâu thì cứ làm thôi. Tất cả mọi người đều làm như vậy thì mình cũng làm như vậy thôi. Thế hôm nọ em đi làm thì làm được gì? Đi xuống ruộng thì làm được gì? Không làm được gì đâu. Thế đi xuống làm gì? Thế ở nhà sẽ sướng hơn à? Hình như là nhà đi lấy rau lận chẳng hạn. Hay là ông bà bảo đi? Bà bảo đi, ông bà bảo đi. Nhưng mà chắc là đi làm cỏ các thứ thì mình vẫn làm chứ, hay là vẫn thuê hết? Vẫn làm. Làm cỏ ở bờ ruộng ấy. Mình giấy cỏ rồi là cuốc. Những chỗ mà máy nó không có đến được ấy. Được, nói chung là làm việc ở đâu cũng vậy thôi. Thế mà bây giờ đi bừa thì em có biết bừa không? Bừa? Không biết. Không biết à? Thế dùng máy cày bao giờ chưa? Chưa. Chưa? Nhà chú không có? Có nhưng mà chưa làm đâu. Chưa làm? Vâng. Thế chú mua máy cày về làm gì? Mua về chú cày ấy. Cày gì? Cày nương và cày ruộng ấy. Chú cũng có ruộng à? Chú cũng có nhưng mà bây giờ chú không làm. Sao không làm? Không biết. Để chia phần của chú là chú không làm. Thế phần của em là bây giờ ông bà đang làm đúng không? Đúng. Một năm này được khoảng mấy bao thóc? Không biết. Năm ngoái được mấy bao? Được 20. 20 bao á? 20 bao, nếu mà làm sạch về thì được khoảng mấy bao? Chắc khoảng 16, 17 á. 16, 17 á? 16, 17 thì tính ra mình ăn đủ. Nếu mà ông bà với em ăn thì ăn được khoảng bao nhiêu lâu? Không biết. 16, 17. Nhưng 1 tháng ăn khoảng 2 bao đấy nhỉ? Vâng. Ăn 2 bao. Thực ra thì nói là làm sạch thôi. Ở bà con trên này mình không có dụng cụ để làm thì cũng không sạch mấy đâu. Người ta không phải đi dùng máy tuốt để tuốt lúa đâu các bác ạ, mà là dùng cái lỏng. Cái lỏng là gì? Cái lỏng là cái mà nó như kiểu cái hình 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 vuông ấy, sau đó là người ta dùng cái gỗ để ghép vào đấy. Các bác xem ở một số kênh người ta đưa lên các cái trang ấy là dùng cái lỏng đấy để người ta cầm cái bó đúa người ta đập. Như ngày xưa các bác không biết là dưới kia có dùng không, nhưng mà trên này thì dùng đấy. Ở dưới kia thì một số là người ta dùng cái bè nó dạng như kiểu cái thuyền ấy, mà nó đục cái thân gỗ, một cây gỗ ra để người ta dùng hai tấm chắn ở hai bên, sau đó cứ thế đập thôi. Đây là cái rác nó rất là nhiều. 17 bao thì tính ra nếu mà làm sạch kỹ thì nó 20 bao. Làm sạch kỹ thì nó chỉ được khoảng độ 14, 15 bao thôi. Đấy là làm sạch. Còn như bà con trên này thì người ta không làm sạch được. Thành ra là cũng chỉ tầm 17 bao là đúng. Nhưng mà 1 tháng thì ăn được khoảng 2 bao. 2 bao thì 17 bao thì ăn được khoảng mấy tháng? Cứ gọi là 20 bao đi, ăn được khoảng 10 tháng. 10 tháng thì còn lại 1 năm là 2 tháng đói. 2 tháng thì vào khoảng tháng 5, tháng 6 là đói. Tháng này này. Nhưng mà trong cái quá trình sinh sống thì có lúc cần đến tiền ấy, thì người ta vẫn sẽ lấy gạo đi bán các bác ạ. Thành ra là nó sẽ bị hụt mất vài tháng đó. Bởi vì là ở trên vùng cao thì ít khi người ta kiếm ra tiền được. Rồi, hôm nay thì anh trao cho em đủ món quà như vậy nhá. Cảm ơn cô Ngọc Anh rất là nhiều. Rồi, gạo này thì em cất đi để dùng nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn tất cả quý khán giả và cô chú anh chị đã lắng nghe câu chuyện của cháu Tuyên. Hy vọng là các bác cô chú anh chị vẫn sẽ đồng hành cùng với cháu để vừa cùng với bé Tính đi xa hơn và đi dài hơn nha các bác. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bác.